Dạ em xin phép chào các cô, các chú, các bác, các anh, các chị và chào tất cả mọi người yêu thích Hoa Phong Lan nha. Hôm nay là thứ bảy này, ngày 7 ngày mấy qua? Ngày 11 tháng 11 năm 2017. Đây, cái lô hàng đợt ngày 3 tháng 1 em đã xong hết rồi. Đã gửi mà khách hàng đã nhận cũng gần hết rồi. Hôm nay mới được có hàng đây, em về được nhiều đây hàng đây. Trước tiên thì cũng gửi lời cảm ơn đến các chú, các cô, các anh, các chị đã ủng hộ em cái trong quá trình em ấy như thế này. Vừa rồi thì cái chuyến hàng đó nó là trúng bị cái cơn bão, là cũng có một số trục trặc là thường hàng nó đến chậm hơn cái dự định đấy, nên mong các mọi người cũng thông cảm. Nó là do thiên tai rồi thì mình cũng lý do khách quan, mình cũng mới được. Hôm nay em đi vào chủ đề chính. Ngày hôm nay thì em có tất cả các loại ấy nè. Thứ nhất đó là quế lá xếp này, hai chả hạt, ba kiều vung, thứ tư là kim điệp, thứ năm là hòn lạp, thứ sáu là hòn phi hạt, thứ bảy là ngọc thạch, tám là hòn thảo tích tụ, mỹ dung dạ hương và kiếm lăng kiếm. Đấy, đầu tiên thì em sẽ giới thiệu từ trên xuống dưới luôn. Đầu tiên thì gọi là em giới thiệu phần quế lá xếp. Đấy, ngày hôm nay em về được quế lá xếp được có chia nó thành 4 phần này, tất cả 4 phần thôi. Em giới thiệu cụ thể là này là quế lá xếp nha mọi người. Đống này, này. Lá lá của nó ra hoa rồi nè, nó hoa có trái rồi nè. Đấy, là trái. Đây của nó đây, em để nguyên nha mọi người. Trái đồ em không cắt đâu, để em vẽ. Nhìn trong rừng thì lăng loại này, trong rừng thì nhìn nó lá nó không đẹp, nhưng mà cứ đừng nghĩ là xấu, là nhìn nó xấu là nó sẽ kém chất lượng mọi người, nhưng mà hàng rừng nó là rất là ok. Đấy, này tùy vào, có một số là nó cũng là nó đó luôn, vùng đó luôn, nhưng mà nó mọc ở trong rừng rừng rậm hoặc rừng thưa thì nó có sẽ những cái màu sắc khác nhau. Đấy, nhưng mà hàng này là trong rừng đây, trái của nó này em để nguyên. Lô này em bán với giá mà 400 nha, gồm một hai này, ba này, bốn này, năm này, sáu này, bảy này, tám này, chín, 10 cây. 10 cây á, 10 cây với giá 400. Đấy. Tiếp theo là cũng quý lá xếp, nhưng mà cái phần này là nó rất kỳ là ok. Đây, mọi người nhìn này. Đấy, rất chuẩn. Phần này là đấy, có những cái cây to như thế này. Em đã cân đối từng lô hàng rồi nha mọi người. Đấy, trông đẹp không? Rất kia là đẹp đấy. Bên này là gồm có 7 cây nha mọi người, 2, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 7 cây. Quế lá xếp là lá rất là cứng cáp nha mọi người đấy, lá dày nè, cứng nè đấy, lá rất kia là dày cứng. Đó là phần số 2. Tiếp theo là phần số 3 nè, cũng tương tự vậy thôi, em cũng cân đối rồi, gần đâu hết rồi nên mọi người cứ yên tâm. Đấy, rất kỳ là ok. Có những cây to cây nhỏ bỏ đều này. Đấy, phần này cũng bảy cây. Hai này, ba này, bốn này, năm này, sáu này, bảy này. Đấy, cả đã cân đấu hết rồi nha mọi người. Phần này là phần số 3, 400. Tiếp theo là phần số 4.
gồm những cái gọi là nhỏ thôi, mình rất nhiều. Bảo chung à, nhỏ à, nhiều mầm tại hồ về máy về mà cấy ra này, cấy lên mấy cái gỗ lõi lên mà ốc nhiều là tuyệt vời. Đấy. Ai mà có mà gỗ lõi gỗ đồ mà dự định mà cái kép cái này này. Đấy, những anh này là ghép lên rất kỳ lịch tuyệt vời. Đó, nhìn đã không? Này là nhỏ nha mọi người. Nhỏ mà bán bỏ chung luôn ấy. Rất là nhiều. Đấy, giá này có 300 nghìn một phần rồi thôi. Đấy. Tiếp theo là ngày hôm nay là em sẽ giới thiệu cái phần giả hạt. Giả hạt về hôm nay được có phần này và có một cái gì này mà người ta đã mua rồi. Đã đặt mua rồi. Em sẽ giới thiệu hai cái này thôi. Còn cái kia là người ta mua rồi nên em không giới thiệu. Đấy, giá hạt phần số 1 này với giá 450, còn có 3 dì nha. À, 4, 3 dì, mỗi dì một mầm. Đấy, mầm màu xanh nè. Đấy. Đấy. Em này nó bị cái gì đây? Để gãy hay sao? Đấy, còn anh này là thắt ngọn rồi. Còn anh này là rất dài luôn, dài nhưng mà em bỏ chung vô tại vì ít quá em cần đối em bỏ luôn á. Có một mầm xanh này, còn cái hoa năm trước của nó này, đấy năm này, mắc hoa này rất sai sai này, đấy này, đấy đó là cái phần giá số 1. Phần giá số 2 là hôm nay là kiến. Em đã cân đối chia hết ra rồi. Kiến nha mọi người, nhỏ nhỏ thôi. Này gồm 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, nè, kiến nè, kiến nè, 9 nè, 10 mà cả lớn lớn nhỏ, mầm cả lớn lớn nhỏ, kiến bỏ trong gộp lẻ. Giá em bán là cái lô kiến này là 500.000 nha mọi người. Giá hạt có hai phần thôi. Tiếp theo là kiều vuông hôm nay cũng có hai phần, chia làm hai phần. Em phần 1 và phần 2 thôi. Kiểu vuông thì em hoa như thế nào, hoa này cũng đẹp. Đấy, kia ra, đó cái lớn lại cái lớn cái nhỏ luôn này. Đấy, góc của nó. Đây, chẳng sao. Kiểu vuông không à, đóng cái giá có 150 thôi. Cái này cũng tương tự. Em cân đối rồi nên mọi người yên tâm nha. Chia ra rồi, đều rồi, xanh tươi rồi, xanh rì. Rồi, hai phần, mỗi phần 150. Tiếp theo là kim điệp. Kim điệp cũng có hai phần nha mọi người. Đấy, này là phần số 1 nè. Đấy, gồm những cái bụi này. Đấy. Kim điệp hôm nay là nó dài nha mọi người. Kim điệp dài, mới mùa này là mùa, ở Con Tum là mùa khô rồi. Nên nhiều lúc cái thân cây nó cũng xanh xanh nhưng mà nó không còn xanh mơn mởn như cái mùa mưa nữa, mùa phát triển của nó có nước, mùa khô rồi mà. Đây, nó nguyên một dì này, dì to luôn. Đó. Này mình về hoa nở mùa xuân nha mọi người, chim điệp xuân đó. Hoa như thế nào thì mọi người sợt lên mạng là tìm là đó. Anh này cũng thế, tương tự, em cân đối rồi. Đấy, còn nó tất cả các mầm này. Đây, kim điệp, còn có những cái bộ như thế này. Đấy, có anh nguyên bản này, mọc rừng này. Lấy về vậy luôn, bỏ chung vô đây luôn. Anh này bị hư thôi, bỏ chung vô luôn. Đây, muốn mong bằng to nhưng mà thôi, cái này bỏ thêm.
Đấy. Xong tiếp theo đó là giới thiệu cái hoàng lạc đây. Hoàng lạc cũng có hai phần nha mọi người. Đấy, hoàng lạc phần số 2 này. Giới thiệu phần số 1 trước. Cũng giống nhau thôi, em cũng cân đối rồi. Đấy. Đấy, gồm những con mầm rất kia là ok. Hoàng lạc hoa cũng rất đẹp nha mọi người. Anh này cả dê luôn rồi, to rồi. Đấy. Rất là to. Mập. Mập ú ù. Đấy, thôi. Có cái to cũ to dễ sợ, đã cân đối hết rồi nha mọi người. Này là phần số nhất, phần số một, phần thứ hai này. Đấy, gồm những em đã cân đối chung hết rồi. Đấy, gồm đấy mập không, to đã tuyệt vời. Gồm xanh tươi đó. Đã lắm rực à, to củ bự. Đây, này đấy, cái nào cũng ok hết. Này, nó nhỏ mà đẹp nè. Đó là phần thứ hai. Tiếp theo là hoàng phi hạt. Hoàng phi hạt có hai dì thôi. Đó, nhìn dì này và dì này, hai dì. Mà cái dì tây nên nhìn nó tươi đẹp, mà tự nhiên đây nó gãy chai cho này mất rồi. Đấy, gãy lúc lắc cái này nè. Không để em bán luôn. Đấy, trông hay gì đẹp, vẫn còn xanh tươi nha mọi người. Đấy, cái này nguyên gì luôn, nguyên gì luôn. Lấy rồi làm sao đem về vậy. Đấy, mùa này là mùa hồng phi hạt xuống lá rồi nha mọi người, còn ít thôi, đang xuống lá, ra là bông bằng 250 thôi. Tiếp theo là ngọc thạch. Ngọc thạch đấy, gồm nhìn đây đóng này, nguyên về này. Đấy, thằng trái luôn này, trái không à, đây tay của nó đấy, ngọc thạch đấy nha mọi người. Một này, một cái này, bộ nhỏ này, đấy nhỏ lớn là bỏ chung, có một loại là bỏ chung hết. Đấy, ngọc thạch nè, nhỏ nhỏ như thế này cũng bỏ chung. Đấy. Đấy. Đó, hai bộ lớn với bộ nhỏ bỏ chung. Ngọc thạch 300.000 nha mọi người. Có em hôm nay là có cái anh hoàng thảo tích tụ này. Đấy, có ba cái, ba bộ. Này chính là hoàng thảo tích tụ nha mọi người, không trật lần nào hết. Một số người nói là cây này giống cây long nhãn, mà là cây long nhãn khác xa đi chứ. Hoàng thảo tích tụ này thân tím nè, thân tím này, nếu mọi người ấy là phân biệt dễ ngay mà. Nó là giống với long nhãn chứ thật ra nó không có giống bao nhiêu đâu, mình nói là mình biết. 200.000 hoa của hoàng thảo tích tụ rất đẹp. Rồi, tiếp theo là cái phần hôm nay có em có cái mỹ dung dạ hương nè, hàng từ rừng nha mọi người. Đấy, em to bụi sư à. Đấy, từ trên xuống dưới rất là đẹp. Này, đã có hoa này, hoa trái nè, trái của nó nè. Đấy, rất là to. Hay em có hai cái cây là bự, gọi là bự nhất đây. Đấy. Đấy, anh nào sưu tầm về chơi từ thế đã, em cũng ghiền. Hoa rất kỳ là thơm nha mọi người, đẹp mà thơm. Phần mỹ dung nhà hương này em bán 2 cây này, món nó phần 2 với 2 cây thôi.
giá 500. Rồi cũng mi dung và hương nè, ba cây đây, cây của nó đây cũng là bông này. Ba cây nha mọi người, ba cây mình cân đối rồi đây. Đây phần thứ nhất, phần thứ hai cũng vậy, cũng ba cây thôi, cây to cây nhỏ vậy đó, ba cây. Đây là mỹ dung dạ hương nha. Tiếp theo là hôm nay là người ta vèm lấy được là cái kiếm, kiếm hôm nay em ấy nè, mà em cũng nghiên cứu rồi, cái là người ta nói là kiếm này là lan phong thủy nha mọi người. Đấy. Nếu mọi người mà chơi kiếm ấy, thì nếu mà có Facebook ấy, thì mọi người vào là chỗ Lan Kiếm Việt Nam ấy, nhập ở trên cái từ chìa khóa tìm kiếm ấy. Vào trên đó là mọi người mà xem nè, xem rồi chia sẻ, rồi có nhiều lúc đó, người ta cũng trao đổi với những cái giò lan kiếm rất chi là đẹp. Em cũng mê mà em định sưu tập về làm mấy cái cho nó ấy. Này kiếm nha mọi người, kiếm này là kiếm lô hồi về thịt bự này, trên rừng này đấy. Đấy, to rồi chắc à, nguyên rừng này này, dễ bự luôn, rừng điều kiện rất chi là ok. Đấy, còn gồm những cái bộ nhỏ nên mình bỏ chung, do nó có một loại nên bỏ chung vô mình bán luôn, không có chia nhỏ nữa. Lô này có 300 thôi. Người mà thích lăng kiếm thì cái tra đây nó là biết nha. Em nhắc nha, tiếp là kiếm tiên vũ đây, cũng có em có ngày này có về được có hai cái đây. hoa của kiếm tiên vũ đây nó đã nở hoa này, còn những mắt hoa này, mắt hoa của nó và có mặt chậu mới nữa nè, mặt chậu mới này. Chỉ có được này kiếm thôi nha mọi người, này lăng kiếm hai loại thôi đấy. Có một cái nữa về nữa, em không biết cái này là lăng gì, mà thấy em lấy về không biết tay này không có bán nha mọi người, em để chơi cái nào mà không biết là em cứ đem sách ra ngoài vườn em cấy hết đấy. À, có này. Này em quay nhân tiện quay luôn nha, ai mà biết cái loại lan này cái tên gì này kia thì nhận ghi cái comment hoặc nhận xét ở dưới cái loại tên lan thử để cho em ấy em biết cùng chia sẻ thôi, chứ không phải thật ra em không biết hết đâu, cái nào biết cái nào không biết đấy. Nó có cái trái như thế này nè, nở hoa rất nhỏ mà nở hoa rất cái dễ thương đấy. Còn em này nữa, anh em gì đây cũng không rõ nữa, ra trái rồi này, ra hoa rồi ra trái. Mọi người nào biết thì comment ở dưới để chia sẻ cùng nhau những kinh nghiệm mình biết được nha. Em nó nằm ở trên chung này, cùng một loại này, cái nào mà em đã ra trái ra hoa rồi ra bông ra trái này. Cái nào em không biết thì em để lại, em không có bán nha mọi người, để lại đem ra vườn chơi đấy. Ngày hôm nay thì em có được những cái hàng như thế này thôi, em đã giới thiệu xong cái lô hàng của mình rồi thì, nếu mọi người nào đặt hàng cho em thì gọi điện thoại trực tiếp cho em theo cái số em đã cung cấp cho mọi người theo phần mô tả hoặc cái nhận xét cái bình luận ở dưới á. Đấy, còn không là liên hệ qua Zalo. Đấy. Một lần nữa thì cũng cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ kênh của em trong cái thời gian gần đây. Đấy. Em mong muốn là mọi chia sẻ này kia thì góp ý để mình cái bản thân em thì cũng phải cải thiện hơn cái tính cho khách hàng.
Đấy, mong đóng góp của mọi người cho em. Một lần nữa thì chúc tất cả các cô, các chú, các anh chị và tất cả mọi người yêu thích Hoa Phong Lan một ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Rồi, em xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip của em nha. Em xin phép chào mọi người nha.